Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức mới. Quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Nghi vấn Đàm Vĩnh Hưng, Trang Khàn bị VTV phản ánh vì thói nói tục trên mạng xã hội, cộng đồng mạng thi nhau mỉa mai. Vào tối ngày 22 tháng 6, bản tin 24 giờ được phát sóng trên kênh VTV1 đã đưa tin về vấn đề rác ngôn từ trên không gian mạng. Theo đó, bản tin này đã đề cập đến những vấn đề kém văn minh xảy ra trên không gian mạng ở Việt Nam trong thời gian gần đây, như tấn công trọng tài, chửi bới trên livestream. Khi nhắc đến vấn đề người nổi tiếng tung các clip chửi tục trên mạng, bản tin này đã phát đoạn video của một nam ca sĩ nổi tiếng với lời bình. Vòng xoáy phát ngôn gây thù ghét còn cuốn theo cả những người nổi tiếng. Đây là một ca sĩ thần tượng của nhiều bạn trẻ đi kèm clip. Còn đây là một nam diễn viên từng gây dấu ấn với khá nhiều phim truyền hình, cũng kèm clip. Tiếp đến một đoạn video livestream của một cựu người mẫu, những lời lẽ khiếm nhã cũng được VTV đề cập với bình luận. Có một nhà nghiên cứu văn hóa đã phải thốt lên đau đớn nói rằng mạng xã hội giờ đây là một cái chợ, người nói ẩn hình, tràn lan chửi rủa, hành vi vô văn hóa. Nhận định này đúng nhưng chưa đủ, khi mà giờ đây nhiều người còn công khai xuất hiện trên mạng xã hội để chửi tục cãi lộn, phát ngôn bừa bãi khi các nền tảng mạng xã hội có chức năng phát trực tiếp hay còn gọi là livestream không ít người nổi tiếng coi đó là một quyền năng mới để thỏa sức thốt ra những lời lẽ không thể khó nghe hơn được nữa. Một cựu người mẫu với một livestream gồm vô số lời tục tiễu khó nghe dài hơn 8 phút, chỉ trong chưa đầy một tháng đã có hơn 7.600 lượt xem. Ngay lập tức, việc một số nghệ sĩ tuy bị phản ánh về hành vi ứng xử thiếu văn hóa trên mạng xã hội đã ngay lập tức được đưa ra bàn luận trong một nhóm chuyên bàn về chuyện showbiz có đến gần 600.000 thành viên. Tuy đã che mờ hình ảnh nhưng việc đề cập đến một ca sĩ thần tượng của nhiều bạn trẻ và một cựu người mẫu có những lời lẽ tục tiễu trên mạng xã hội để nguyên giọng nói trong clip, nhiều cư dân mạng đã nêu được đích danh được cho là của hai người nổi tiếng này. Cụ thể, một bài đăng đã cho rằng hai nhân vật này chính là Mr. Vùng Cấm và người mẫu mắm tôm. Ở dưới phần bình luận, nhiều người đã nhắc đến và thả ảnh nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng cựu người mẫu Trang Khản. Nếu như trong thời gian gần đây, những clip Đàm Vĩnh Hưng thản nhiên chửi tục được cư dân mạng đào mộ lại, thì Trang Khàn cũng vô cùng nổi tiếng trên mạng bởi những phần chửi như hát hay trên livestream bán hàng. Vốn vô cùng bức xúc với việc Trang Trần và Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều người mẫu nổi tiếng khác thản nhiên ăn nói khiếm nhã công khai trong một thời gian dài, ai nấy đều cho rằng đã đến thời điểm cần phải nghiêm túc tẩy chay những hành động tương tự, đặc biệt là khi những lời nói khó nghe này xuất phát từ miệng của những người nổi tiếng. Người có sức ảnh hưởng mà vô văn hóa ghê. Nhân dịp vậy thì mọi người chung tay tẩy chay cho các bạn trẻ có ăn học trong trường lớp ra đàng hoàng hơn và biết điều hơn. Ai tác ông đàm vô coi đi, cho sáng mắt ra. Trang Khàn chửi từ xưa đến nay, đến ngày cần lên án rồi. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.